có những người nhận sửa lỗi các dịch vụ YouTube giá rất là rẻ, chỉ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn, nhưng cá nhân em làm đến tiền triệu. Đừng bao giờ dạy những người xây dựng kênh nghiêm túc, cách tiêu tiền, cách đầu tư vào kênh và cách làm kênh. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video mới nhất của em ngày hôm nay. Video ngày hôm nay đều là video đầu năm 2024 và em xin được gửi lời chúc tất cả những người xem được video này một năm mới an khang thịnh vượng, công việc thuận lợi, có tất cả mọi thứ ngoại trừ khó khăn. Và mà tiếp tục quay lại video ngày hôm nay. Thì lại điều em muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay đó chính là Ở cái mảng hiện tại á Là ở dịch vụ Youtube thì cũng có rất nhiều người làm một cái mảng hỗ trợ dịch vụ sửa lỗi này lỗi kia hay là bơm vá rất là nhiều Mà để hoàn thiện được một kênh Youtube trọn vẹn Thì tất nhiên là cũng có những người người ta tự làm được và có những người người ta không làm được Và có những người phải nhờ đến dịch vụ để người ta hỗ trợ người ta giúp cho và đó là sinh ra những người như chúng em thôi, rất điều bình thường. Như đầu video em đã chia sẻ rồi, đừng dạy người làm kênh nghiêm túc cách tiêu tiền, cách đầu tư vào kênh và cách họ làm kênh. Vì hiển nhiên khi mà người ta bỏ ra tiền triệu để người ta khắc phục một cái lỗi trên kênh thì tất nhiên cái yêu cầu người ta đưa ra cho chúng em nó cũng cao hơn rất là nhiều so với những cái dịch vụ giá rẻ hơn. Tại vì chúng em làm giá tiền triệu. Khắt khe hơn đây là gì? Là người ta không cần phải một cái tài khoản nó gọi là nó nhanh gọn như thế nào cả, mà người ta cần một cái tài khoản người ta dùng trọn đời người ta yên tâm để người ta xây dựng kênh để người ta phát triển kênh. Vậy như thế nào gọi là tài khoản dùng trọn đời? Tức là đây là một tài khoản Google AdSense sạch, không có bất kể một cái vết gì và mắt người ta nhìn thấy tài khoản AdSense được tạo ra như thế nào, được dùng như thế nào thì đó chính là cái tài khoản sạch và người ta tận mắt người ta chứng kiến được cái tài khoản AdSense nó lớn lên như thế nào thì người ta mới yên tâm người ta gắn vào kênh và người ta dùng. Và tất nhiên là cái tài khoản Google AdSense đó khi mà làm thì phải dùng toàn bộ thông tin từ bên chính chủ kênh người ta cung cấp cho bên các à, người làm dịch vụ như chúng em đây thì chúng em sẽ dựa theo những cái đó để chúng em hỗ trợ người ta làm cho người ta chứ không phải là chúng em lấy một cái tài khoản giá rẻ mấy chục nghìn hay một trăm nghìn người ta gắn em gắn vào cho người ta thế này thế kia như vậy nó không gọi là một tài khoản nó gần như là chọn đời và người ta không thể yên tâm người ta dùng tài khoản đó được những cái người mà làm giá rẻ ấy, không có nghĩa là nghĩa việc là người ta làm như vậy là không tốt nhưng mà thời gian nó sẽ trả lời tất cả mọi thứ chứ không phải là À, nói tốt hay không tốt được, mà em không bao giờ khẳng định là những dịch vụ mà làm giá rẻ là tốt hay là không tốt. Còn riêng cá nhân em, em là tiền triệu thì các bác đủ hiểu là sẽ như thế nào rồi đó. Thực ra những cái người làm dịch vụ chúng em thì nó có rất nhiều phân khúc khách hàng khác nhau, mỗi một giá tiền nó sẽ có một phân khúc khách hàng khác nhau. Mà khi người ta đã tìm đến em và người ta bỏ tiền triệu ra rồi, thì tất nhiên là người ta sẽ không nghĩ đến vấn đề đó chính là à, quá quan trọng cái vấn đề giá cả bao nhiêu nữa, mà cái người ta quan tâm cái cách thức em làm cho người ta như thế nào cách mẹ em hoàn thiện cho người ta có chuẩn hay không thì đó mới là điều quan trọng thực ra thì em đã gặp được rất nhiều những khách hàng mà người ta bị lỗi vấn đề này lỗi vấn đề kia thậm chí là có những cái nặng rất là nặng người ta gần như là lỗi chồng lỗi ví dụ như người ta bị lỗi xong người ta tiếp tục người ta cố gắng người ta hủy tài khoản cũ đi người ta tạo tài khoản mới sau đó sao ạ cứ cái nọ chồng lên cái kia cuối cùng không có một cái nào giải quyết được vấn đề gì cả và tất nhiên rất là nhiều lỗi chồng lên nhau rồi xử lý rất là phức tạp các bạn phải hình dung nó như một cái lưới bén đánh cá nó bị dối rồi đúng không? Mình gỡ rất là mệt. Và cái phân khúc khách hàng thứ hai mà em gặp đó chính là những người mà gặp một lỗi lần đầu tiên phát là người ta tìm người hỗ trợ dịch vụ như chúng em luôn. Thì những cái trường hợp như vậy thì xử lý nó rất là nhanh gọn và dễ dàng tại vì nó chỉ có một lỗi thôi, xử lý rất là nhanh. Và còn có những cái người mà đặc biệt hơn nữa khi mà người ta kênh đã đủ điều kiện và cần tiền rồi, người ta không động vào bất kỳ một cái gì cả tại vì người ta không dám chắc là có làm được hay không người ta một phát người ta tìm đến những cái người dịch vụ như chúng em và người ta nhờ chọn gói từ a đến z từ kiểm tra kênh cho đến tạo adsense đến khi bật kiếm tiền xong xuôi rồi là xác minh danh tính nhận bạn pin đầy đủ cho tài khoản google adsense là người ta hoàn thiện cho mình một cách là nhờ em chọn gói hết luôn từ a đến z luôn Đấy có những người cẩn thận đến mức độ như vậy như đầu video em đã nói cái nghề dịch vụ của chúng em thì có rất nhiều người làm và để có được một kênh youtube hoàn chỉnh thì cũng phải trải qua rất nhiều những bước kiểm tra thế này kiểm tra thế kia rồi là bị lỗi này lỗi kia thì mình phải xử lý mình không làm được thì mình nhờ những cái người mà có chuyên môn người ta đã có kinh nghiệm rồi người ta hỗ trợ cho đó là cái điều hiển nhiên một cái người thợ mà thật sự là chuẩn thì người thợ đó phải là cái người bán dịch vụ người ta làm bằng cả tâm huyết bằng cả công sức người ta dồn tất cả những cái gì mà người ta biết để người ta hoàn thiện cố gắng làm sao mà giúp cho cái người thuê người ta tức là ví dụ có một bác khách hàng để bác thuê em chẳng hạn đúng không là em sẽ phải làm hết tâm huyết của em bằng cả cái trí tuệ bằng cả công sức tất cả mọi thứ em phải hoàn thiện một cách trọn vẹn bằng tất cả những cái gì mà em có để cho người ta yên tâm người ta dùng chọn đời tài khoản google để xem đó tại vì điều khách hàng mà người ta mong muốn không phải là hoàn thiện một cách gọi là làm cho có lệ cho xong mà đây là người ta xác định người ta làm lâu dài Thực ra cái nghề dịch vụ chúng em đây thì nó cũng không giàu đâu Mà nó cũng không phải là có gì đó nó nhàn hạ như các bác vẫn nghĩ là ở ngồi gõ máy tính một chút siêu kiếm được tiền triệu đâu Nó cả là cả một quá trình Như bản thân em xây dựng kênh từ năm 2019 đến nay Thì nó rơi vào gần 5 năm trời rồi Và đã trải qua rất là nhiều thăng trầm như em đã chia sẻ những video trước Nó rất là nhiều thứ trải qua và chúng em phải thường xuyên update những cái chính sách mới của YouTube để có thể là tìm ra cách, những cái phương hướng để có thể xử lý được những cái lỗi cho người này người kia những người mà có thật sự là bị lỗi và người ta nhờ chúng em thì chúng em sẽ hỗ trợ cho những người như vậy thì chúng em phải thật sự là tìm tòi rồi là nghiên cứu những cái chính sách mới những cái luật mới để chúng em có thể là à, sửa được những cái lỗi như vậy cho người ta. Vậy em tin chắc rằng một điều là tâm sáng mặt trai lòng ngay thẳng thì chắc chắn là sẽ thành công trong mọi công việc và năm mới em gửi một lần nữa là chúc tất cả các bác sẽ năm mới mạnh khỏe công việc thuận lợi. Mọi thứ đều thuận buồm sôi gió Có tất cả mọi thứ ngoại trừ khó khăn Thân ái và quyết thắng Chào tất cả anh em Bye bye